Chào quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức Xoài TV. Bản tin ngày hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2021, chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị những tin tức cập nhật mới nhất trong ngày. Tin vui cho Việt Nam sau chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin ở những bản tin trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29 tháng 7. Trong chuyến thăm này, ông Lloyd Austin đã có rất nhiều món quà bất ngờ cho Việt Nam, đặc biệt là về mặt quốc phòng, nhất là trên Biển Đông. Ông Lloyd Austin còn mang theo bản nghị quyết 412 của Thượng nghị viện Mỹ, lệnh cho Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi Biển Đông trong 24 giờ, nếu không sẽ bấm nút khai hỏa thiêu rụi tất cả. Nội dung bản nghị quyết 412 này như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin sau đây của chúng tôi. Thượng viện Mỹ hôm qua đã thông qua nghị quyết về Biển Đông yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khổng lồ và lực lượng hàng hải liên quan khỏi vị trí hiện nay. Bản nghị quyết 412 hôm qua được Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thuận, nhất trí thông qua nhằm tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ nước này đối với quyền tự do hàng hải, sử dụng các vùng biển, vùng trời ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo quy định của luật pháp quốc tế, giải quyết các yêu sách và tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp ngoại giao hòa bình. Theo bản tin Biển Đông, nghị quyết đề cập đến 4 nội dung cơ bản, trong đó có việc yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khổng lồ và các lực lượng hàng hải liên quan khỏi vị trí hiện nay, kiềm chế các hoạt động hàng hải trái với quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển và trở về nguyên trạng. Nghị quyết được sự bảo trợ của các nghị sĩ thuộc cả hai đảng, trong đó đảng Dân Chủ có Thượng nghị sĩ Prince Marin, Benjamin Cardin, Patrick Leahy và Daniel Feinstein. Còn Đảng Cộng Hòa có các thượng nghị sĩ John Ezkin, Marco Rubio, John Cornyn và Jim Risch. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm nay hoan nghênh động thái của Thượng viện Mỹ. Việt Nam hoan nghênh việc nghị quyết 412 của Thượng viện Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và các lực lượng hộ tống khỏi vị trí hiện tại, không có các hoạt động trái với các quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển, lên án các hành động cưỡng bức, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, thay đổi hiện trạng hay gây bất ổn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Bình cho biết trong thông cáo của Bộ Ngoại giao. Việt Nam mong muốn các quốc gia trong và ngoài khu vực, trong đó có Hoa Kỳ, tiếp tục có đóng góp mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả và có tính xây dựng cho hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực. Người phát ngôn cho hay, Trung Quốc vừa qua đã hạ đặt trái phép giàn khoan khổng lồ sâu trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nước này huy động một lực lượng lớn máy bay, tàu, trong đó có cả quân sự được trang bị vũ khí hiện đại, đầm và phun vòi rồng, uy hiếp tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam. Tàu Trung Quốc còn đâm chìm một tàu cá của Việt Nam đang đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và ngăn cản hoạt động tàu Việt Nam cứu trợ đối với 10 thuyền viên của tàu bị chìm. Các hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, trái với tinh thần và lời văn của Bộ Quy tắc ứng xử cũng như các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Thưa quý vị và các bạn, trước điều đó, nhiều câu hỏi được đặt ra. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam để làm gì? Chúng tôi sẽ trình bày rõ cho quý khán thính giả và các bạn được hiểu hơn về chuyến thăm này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã kết thúc. Vị tướng 4 sao về hưu đã trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của chính quyền mới của Mỹ đến thăm Việt Nam. Bộ trưởng bay đến Việt Nam từ Singapore và sau Hà Nội, ông sẽ đến Philippines. Về lựa chọn quốc gia cho chuyến công du đầu tiên đến Đông Nam Á của tân lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ không phải là ngẫu nhiên. Đây là những quốc gia mà Hoa Kỳ dựa vào nhiều nhất để chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực này trên thế giới. Trên Twitter, trước chuyến công du, Lloyd Austin giải thích mục đích chuyến đi của mình như sau. Liên minh và quan hệ đối tác mạnh mẽ là chìa khóa để duy trì trật tự dựa trên quy tắc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đã từng là kẻ thù, bây giờ là đồng minh. Trong các cuộc gặp gỡ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin với Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Bình Minh và các cuộc đàm phán với người đồng cấp Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang, nhiều vấn đề đã được nêu ra thảo luận phát triển quan hệ giữa hai nước,
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh chống đại dịch COVID-19, ổn định và an ninh khu vực tự do hàng không, hàng hải trên các vùng biển và đại dương trên cơ sở luật pháp quốc tế. Bây giờ người Mỹ sẽ giúp người Việt Nam tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh. Việc loại trừ dioxin trên đất nước Việt Nam vẫn tiếp tục. Hoa Kỳ đã cung cấp cho Việt Nam 5 triệu liều vaccine COVID-19. Các bác sĩ quân y Mỹ đang giúp quân đội Việt Nam thiết bị. Tàu tuần duyên thứ 2 của Mỹ đến Khánh Hòa được chuyển giao cho Việt Nam trong khuôn khổ chương trình bán thiết bị quốc phòng dư thừa. Tất cả những điều này minh chứng cho sự quan trọng, quan tâm to lớn của Washington đối với Hà Nội và mong muốn tăng cường ảnh hưởng củng cố vị thế của Hà Nội với tư cách đồng minh trong cuộc chiến chống Trung Quốc. Phát biểu tại Singapore, Austin cho biết ông quyết tâm duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định với Trung Quốc, nhưng đồng thời ông nhắc lại một lần nữa rằng các tuyên bố của Bắc Kinh đối với hầu như toàn bộ Biển Đông không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và chà đạp lên chủ quyền của các quốc gia trong khu vực. Trò chơi địa chính trị vĩ đại. Đang diễn ra trò chơi địa chính trị lớn, một cuộc tranh giành vùng ảnh hưởng trong khu vực. Nhà khoa học chính trị Nga chủ nhiệm bộ môn lịch sử các nước Viễn Đông thuộc Đại học Trung học Quốc gia St. Petersburg Vladimir Korotov nêu ý kiến. Hoa Kỳ đang cố gắng tập hợp một khối chống Trung Quốc. Họ cần phải giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, dựa trên thực tế là đối đầu hầu hết các nước Đông Nam Á, Bắc Kinh là đối tác thương mại chính. Luật pháp quốc tế không thể buộc Trung Quốc từ bỏ khát vọng bành trướng của mình và các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam sử dụng lợi ích của Hoa Kỳ như một thông điệp gửi tới Bắc Kinh để chứng tỏ rằng họ có hậu thuẫn. Đây là ứng dụng thực tế của mưu kế dựa vào nước ở xa để chống lại láng giềng gần. Nhưng trước sự đối đầu của các cường quốc, các nước Đông Nam Á đang bị đe dọa trở thành chiến trường và chịu nhiều thiệt hại nhất. Điều này không thể được phép xảy ra, đặc biệt là hiện nay khi khu vực đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 chưa từng có. Và Việt Nam quốc gia đã thành công vượt qua đợt bệnh dịch đầu tiên, hiện giờ đang phải chống chọi với chủng bệnh mới. Tất cả các nỗ lực cần hướng tới việc vượt qua cuộc khủng hoảng này, sử dụng tất cả các phương tiện có thể. Cộng đồng quốc tế có những mục tiêu quan trọng hơn nhiều so với việc khơi dậy căng thẳng. Nhưng lợi ích địa chính trị luôn được đặt lên trên các giá trị chung của con người, giáo sư Kolontsov nói. Thưa quý vị và các bạn, trong ngôn ngữ tiếng Việt, mọi người đều biết đến câu thành ngữ trong cái rủi có cái may để giúp chúng ta chấp nhận hoàn cảnh trấn an tinh thần lạc quan hơn khi gặp những điều rủi ro và tiếp tục hy vọng vào tương lai phía trước tốt đẹp hơn. Ví như đại dịch COVID-19, Trung Quốc cố tình gây ra tai họa đặc biệt nghiêm trọng này không chỉ duy nhất có Việt Nam, mà tất cả nhân loại tiến bộ đang phải gánh chịu. Và nếu có thể sẽ hết ngày này qua tháng khác cũng không hết được tội của Trung Quốc. Tội lỗi ngất trời đó của Trung Quốc là cái rủi, nhưng trong cái rủi này lại có cái may mắn, vì qua hành vi tàn nhẫn này để giúp cho nhân loại hiểu rõ hơn, những người còn mơ màng còn tin vào Trung Quốc và bừng tỉnh nhận ra chơi với Trung Quốc, tin theo Trung Quốc. Đi theo Trung Quốc sẽ có những hậu quả bi thảm nhất kể từ khi triều đình bổ nhiệm tướng Phan Văn Giang làm bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã làm cho 96 triệu đồng bào trong và ngoài nước hết sức vui mừng. Tiếp theo, ông mời những lão tướng về làm cố vấn cấp cao cho mình trong Bộ Tổng Tham mưu. Hàng loạt các chính sách mới có tầm chiến lược lâu dài được các lão tướng đưa ra làm nức lòng người dân trong và ngoài nước. Đây là những lão tướng từng trực tiếp chiến đấu với quân bành trướng Trung Quốc. Vì thế, các ông hiểu rõ bản chất thâm hiểm của Trung Quốc có trong gen di truyền từ 6.000 năm qua. Đến tận ngày nay nên không bao giờ thay đổi được các tuyên bố cứng rắn như không được sợ hay không có gì phải sợ, hộ giấy Trung Quốc. Trung Quốc càng thâm hiểm bao nhiêu thì chúng ta cần phải dạy cho Trung Quốc và ngăn chặn Trung Quốc vượt qua làn danh đỏ. Bây giờ là lúc Việt Nam phải hợp tác quốc phòng trang bị đa dạng hóa các loại vũ khí. Không chỉ có Nga là bạn hàng truyền thống lâu đời mà phải có thêm các cường quốc quân sự và kinh tế như Mỹ, Liên Âu, Israel và Ấn Độ. Việt Nam trang bị vũ khí không phải để khiêu khích hay đe dọa bất kỳ ai, tất cả đều sử dụng vào một mục đích duy nhất là bảo vệ Tổ quốc trước các âm mưu và thủ đoạn của người láng giềng Trung Quốc. Ở Việt Nam, có bề dày lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước, từ em bé đang nằm trong bụng mẹ cho đến cụ già đang hấp hối, đều có thái độ đề phòng Trung Quốc. Đây là hậu quả mà Trung Quốc đã để lại, không chỉ riêng hàng ngàn năm Bắc thuộc, mà trong cả những thời kỳ Việt Nam tự chủ, thời bình ngày nay, thì chỉ có duy nhất Trung Quốc luôn là quốc gia nguy hiểm nhất, có dã tâm bất tận,
xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam, và sự thật là Trung Quốc đã chiếm hết các đảo ở Hoàng Sa và gần hết các đảo ở Trường Sa, biến toàn bộ các đảo đá này thành tiền đồn quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhiều người Việt Nam đặt câu hỏi bao giờ Việt Nam đòi lại được cái đảo này đây? Một câu hỏi muôn thuộc không thể và khó có câu trả lời, vì ngày nào các nhà lãnh đạo Bắc Kinh còn tồn tại chủ nghĩa xã hội mang màu sắc bành trướng Trung Quốc, thì ngày đó biển đảo của Việt Nam còn bị xâm chiếm. Thêm quan điểm của Bắc Kinh là lấy thêm và không bao giờ mất đi, vì thế không bao giờ có việc Trung Quốc trả lại biển đảo, dã tâm xâm chiếm của Việt Nam. Tướng Long đã từng đăng đàn nói rõ Trung Quốc có gen xấu vượt trội, nhưng lại có gen tốt rất thấp kém và không bao giờ từ bỏ dã tâm, âm mưu thôn tính Việt Nam. Lịch sử và thực tế đã chứng minh không một triều đại nào của Trung Quốc không đưa quân xâm lược Việt Nam. Vào năm 2019, tướng Lương đặt câu hỏi với triều đình có dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không. Thời điểm đó, Trung Quốc đang đưa tàu Hải Dương 8 vào bãi Tư Chính. Ông nói rõ quan điểm, hiện tại ngoài Trường Sa chúng ta còn có bãi Tư Chính, nếu để Trung Quốc chiếm nốt thì coi như Việt Nam trắng tay. Trong khi đó, toàn bộ hải quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã bị Trung Quốc xâm lược. Hết tất cả các tiếng nói mạnh mẽ, trung thực khách quan của hai tướng trước dư luận, trong và ngoài nước, bọn bành trướng Bắc Kinh đều để làm cho triều đại triều đình tại Hà Nội hoang mang. Sau đó cả hai tướng đã bị chỉ trích, bị ngăn cấm và bị Trung Quốc can thiệp, cho rằng đây là những tiếng nói không tốt cho tình hữu hảo láng giềng hai nước. Từ trước đó, vào năm 2012, ông Nguyễn Bá Thanh, cựu bí thư thành phố Đà Nẵng, người được dư luận đánh giá cao về tính thẳng thắn, dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, đã đưa Đà Nẵng từ một tỉnh nghèo trở thành thành phố cấp trung ương. Ông được triều đình gọi ra Hà Nội để giúp tiêu diệt bọn giặc nội xâm cấu kết với giặc ngoại xâm. Ông Thanh ngay lập tức động đến hang ổ của Cục Tình báo Hoa Nam tại Sài Gòn. Đây là những người Việt gốc Hoa, khi đó ông đã bị Trung Quốc mời sang để cảnh báo trước, nhưng ông cương quyết không nghe theo và tiếp tục công việc diệt giặc. Hậu quả vì ai cũng biết, ông đã qua đời vì một căn bệnh lạ. Tiếp theo đến cựu đại tướng chủ tịch nước Trần Đại Quang lên nắm quyền chủ tịch nước, vừa mới được dư luận trong và ngoài nước đồn đoán sẽ đưa Việt Nam thoát Trung bằng việc ông trực tiếp đàm phán với Tổng thống Mỹ. Joe Biden trong việc xóa bỏ cấm vận vũ khí, nhà cung cấp cho Việt Nam 17 tàu khu trục và 8 tàu ngầm hạt nhân. Tên này đã được bọn giặc nội xâm trong triều đình bẩm báo ngay cho Bắc Kinh. Biết ngay lập tức Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi ông Quang Sam sang thăm chính thức Trung Quốc. Sau khi trở về vài ngày, ông bắt đầu giảm cân, sức khỏe sa sút nghiêm trọng trước khi đi thăm chính thức Trung Quốc. Ông đã nói với Tướng Long, khi đó từng làm cùng ngành công an với ông. Tướng Long xác nhận lời ông Quang nói, tôi đi đợt này lành ít dữ nhiều. Ông Quang đã biết hậu quả nghiêm trọng đến với mình khi mở rộng mối quan hệ hợp tác thương mại và quân sự với Mỹ. Và quả đúng như lời cựu đại tá Bộ Công an đã hiểu rõ hơn ai hết về sức mạnh của bọn nội gián tại triều đình. Ông Quang lên nắm quyền chủ tịch nước từ ngày 2 tháng 4 năm 2016 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018. Trong nhiệm kỳ ngắn ngủi, chỉ vòn vẹn 2 năm, 172 ngày, ông qua đời vì một căn bệnh lạ chưa có thuốc chữa trị, nhưng đã có công nối lại sự hợp tác giữa hai nước, từng là kẻ thù của nhau. Thành công này được thể hiện vào ngày 23 tháng 5 năm 2016. Trong cuộc họp báo chung, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama thông báo việc Mỹ để dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vũ khí đối với Việt Nam. Trong khi đó, truyền thông báo chí được tự do nói về mối quan hệ hợp tác Việt-Mỹ, khiến cho dư luận nghĩ rằng Việt Nam đã thoát Trung của Tổng thống Barack Obama. Còn tuyên bố trước mặt các quan chức, biểu tình và các cơ quan báo chí quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận không phụ thuộc vào nhân tố Trung Quốc hay các lệnh cân nhắc khác, mà nó dựa trên mong muốn của chúng tôi trong việc hoàn tất những điểm kết nối trong tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam về hợp tác giáo dục đào tạo. Hai nước cũng đạt được nhiều những bước tiến quan trọng. Đại học Fulbright, số chu du học sinh tại Mỹ tăng 56 lần lên 28.000 du học sinh, đứng đầu các nước ASEAN về quan hệ quốc phòng an ninh, cũng đang trên đà phát triển hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh được làm thực chất hơn, bắt đầu từ giai đoạn 1 tại Đà Nẵng và tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại nhiều điểm, có sân bay Biên Hòa,
những phát biểu hùng hồn này của Tổng thống Mỹ đã khiến cho các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh đứng ngồi không yên. Và hậu quả là ông Quang đã bị mất nhanh, sức công phá của Căn Bình lại nhanh đến mức ai cũng phải ngỡ ngàng. Ông có thân hình cao lớn khi đứng họp báo quốc tế cùng với ông Barack Obama. Nếu so sánh, ông còn to khỏe hơn cả ông Barack Obama. Nhưng sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, ông đó mắc bệnh rất nặng, không ai còn nhìn thấy ông xuất hiện trước công chúng nữa. Sau này có vài lần ông xuất hiện trước công chúng trong một thân hình da bọc xương, tiêu tụy đến mức không ai có thể tin vào mắt mình khi thấy thân xác ông hoàn toàn không nhận ra. Do đó có phải là ông Quan nữa hay không, cái giá phải trả sẽ quá đắt cho bất kỳ ai. Trang Triều Đình có thái độ hắn không thuần phục Bắc Kinh và tỏ ra thân phương Tây hơn so với Trung Quốc, ngay lập tức sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề đến mạng sống. Điều này hoàn toàn đúng trong thực tế sau khi hai người trong triều đình qua đời vì mắc căn bệnh lạ mà trên thế giới chưa có thuốc chữa trị. Từ đó đến nay, những người nắm quyền cao chức trọng và nhất là bốn người đầy uy lực trong triều đình đều không có thái độ cứng rắn với Trung Quốc. Không những thế, còn phải chiều lòng Trung Quốc trong việc bằng mọi hình thức để ngăn cản các lão tướng công bố trước dư luận. Đây là kế sách để tránh bị hao thêm nhân tài khi dám đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh qua việc bổ nhiệm cho Tưởng Giang nắm quyền bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sau khi lên nắm quyền, ít ngày ông ra mời hai lạ tướng về làm cố vấn cấp cao trong Bộ Tổng tham mưu, đem cho thấy hướng đi mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam không bằng hình thức này, phải bằng một hình thức khác, luôn đề cao cảnh giác, đề phòng mọi âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, thành ngữ Việt Nam có câu thường bất chính hạ tắc loạn, câu này đang ứng nghiệm với Trung Quốc. Trong đoạn ghi âm gây sốc, chính quyền Trung Quốc giống như một thây ma. Chính trị tình hình Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn kỳ lạ dưới những rắc rối bên trong và bên ngoài của chính quyền Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình cũng đang gặp khủng hoảng, một làn sóng chống ông Tập đang thường xuyên đưa lên thông tin trên mạng xã hội Internet vài ngày trước đó, một bản ghi âm được cho là từ một cuộc thảo luận về việc loại bỏ Tập Cận Bình. Trong nội dung Trung Quốc đã được tung ra, bản ghi âm cuộc họp nội bộ mô tả chính quyền Trung Quốc là một thây ma chính trị. Một nhà bình luận người Hoa ở hải ngoại tên Trương Kiệt đã phát hành một bản ghi âm trên phương tiện truyền thông xã hội vào ngày 13 tháng 6 được cho là từ hội nghị loại bỏ Tập trong chính quyền Trung Quốc. Bản ghi âm này hiện đang được lan truyền mạnh mẽ ở Đại Lục,